khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 17: Hồ Ly tu thành người. Vào thời gian kháng chiến, chúng tôi có một khoảng thời gian ở Hoành Sơn, Hồ Nam. Nơi đó có một ngôi nhà rất to. Khi bước vào, không khí rất là âm u. Trên lầu ngôi nhà này đã mười mấy năm không có người bước lên, nên có một con hồ ly đến ở. Con hồ ly này tu hành, công phu tu hành cũng tương đối khá, thế nhưng vẫn chưa đạt được công phu nhất định. Có rất nhiều người đã thấy qua, không phải chỉ mình tôi thấy. Thế nhưng chúng tôi thấy con hồ ly này là nam không phải là nữ. Nó mặc áo dài vải lam, diện mạo thì không thấy được rõ ràng, chỉ xem thấy lờ mờ không rõ. Có rất nhiều người đều đã xem thấy qua con hồ ly này, thế nhưng từ trước đến giờ chưa có ai nhìn thấy được mặt mũi của nó được rõ ràng. Thông thường chúng ta nghe nói hồ ly muốn tu thành người phải trải qua 500 năm. Cho nên con hồ ly này chắc chưa tu đủ 500 năm. Những việc này thì tôi hoàn toàn tin tưởng. Đây là lần đầu tiên tôi xem thấy. Lần tôi thấy được là ở quê hương tôi. Lần này không phải tôi nhìn thấy, mà là tôi chỉ được nghe nói. Trong nhà chúng tôi có một người họ hàng. Gia đình họ làm nông sản xuất lúa gạo. Gạo dùng thuyền bơm vận chuyển đến Nam Kinh để bán. Họ chất gạo xuống thuyền. Sau khi chất gạo lên thuyền xong, thì có nhìn thấy có một con chồn chạy trên cầu gỗ, chạy lên thuyền. Mọi người xúm nhau đi tìm, tìm mãi vẫn không thấy, cho rằng bị hoa mắt nên mọi người bỏ qua. Khi thuyền đi đến Nam Kinh, sau khi đến Nam Kinh rồi, tất cả số gạo của họ đều bị mất hết. Những bao bố chứa gạo đều trống không. Lúc này mới biết được nhất định là do con chồn này làm ra trò quỷ quái, bị nó lấy đi hết rồi. Họ ở lại Nam Kinh một tuần rồi quay về nhà. Khi về đến nhà, họ phát hiện ra số gạo đó đã không nằm ở trong cách gì để đem số gạo này trở về nhà. Việc này chắc là do đã đắc tội với nó nên nó đã đùa giỡn vậy thôi. Đây là sự thật. Thế giới rộng lớn, việc lạ gì cũng có. Có rất nhiều những việc ly kỳ. Những việc này đích thực là có thật. Đối với những đạo lý này, đối với những sự thật này, đối với việc tuần hoàn nhân quả, thực tế mà nói, chỉ có kinh Phật thì mới có thể thấu triệt, mới nói được rõ ràng. Ghi chép những việc thế gian này có rất nhiều, họ chỉ biết được cái lẽ đương nhiên của nó mà không biết được cái lẽ sở dĩ nhiên của nó. Số luận Du Già của Ấn Độ là tông giáo cao cấp, họ tu định, cho nên đối với những sự việc trong lục đạo họ xem thấy được rất rõ ràng, rất tường tận. Việc này không phải là giả. Sự việc họ nhìn thấy được rõ ràng rồi. Sự việc do đâu mà có ra? Do đâu mà phát sinh? Về sau sẽ tạo thành cái kết quả gì? Việc này thì họ không biết. Đây là do sức định của họ còn thấp, trí tuệ của họ chưa đủ. Có được thiền định sâu, trí tuệ viên mãn,
Những tình huống này đều biết được rõ ràng, biết được tường tận, vậy mới có thể nói ra được. A-di-đà-phật. Nam mô A Di Đà Phật.